Chào các bạn, mình là Hiệp ở công ty Vimex đây. Hôm nay mình sẽ quay review tiếp cái sản phẩm bơm bánh răng dòng KCB. Hôm nay mình sẽ quay đến cái model là KCB 33.3. Mình sẽ đưa cái máy quay vào sát cái mác của bơm nhé. Chờ một xíu nó sẽ đưa kiểu không ạ. Đây, mình đưa vào sát rồi. Model là KCB 33.3. Lưu lượng là 2 khối. Cô đáp là áp suất đấy 1,45 MPa tương đương 14,53. Tốc độ của máy là 1420 vòng phút. Cái trọng lượng là 13 cân. Sản xuất theo cái tiêu chuẩn là JB-6434-2010. Thương hiệu là Hebei Hanshan Pump. Xuất xứ là Trung Quốc, Argentina. Rồi mình sẽ đưa cái máy quay trở lại vị trí cũ nha. Rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái tính năng với cái đặc điểm với cái sự vượt trội của cái bơm này so với cái dòng thương hiệu khác. Các bạn nhìn vào cái màn hình ở bên phía trái nhé. Tôi có để một cái sản phẩm bơm máy răng là cắt 1/4 rồi theo cái tiêu chuẩn kỹ thuật để cho các bạn nhìn thấy được cái phần kết cấu bên trong của nó. Đây các bạn nhìn thấy đây nhá. Đây là cái bánh răng phía trên này gắn liền với trục chủ động này, bánh răng phía dưới đây để kéo về bánh răng phía trên. Chỗ này là cái phớt, còn chỗ này là cái van an toàn. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết về cái sản phẩm này nó nổi trội hơn cái gì so với cả cái thương hiệu khác nhá. Đấy, thứ nhất là các bạn nhìn trên đây là cái phần bánh răng này, cái phần trục này. Cái này hãng đưa ra là cái này là sản xuất bằng cái nhiệt luyện. Sau khi sản xuất gia công xong sẽ đưa vào nhiệt luyện. Nhiệt luyện ở trên cái phương pháp là thấm nitơ, là phương pháp mới và có cái độ chính xác rất là cao. Nên cái độ bền của cái tuổi thọ của bánh răng này nó cũng rất là tốt, nó chịu mài mòn cao hơn các cái kiểu nhiệt luyện khác. Cái thứ hai nữa là cái bơm này nó được sử dụng là cái phớt cơ khí Metrico Seal. Cái phớt này là bằng vật liệu xích và cái làm kín là O-ring là bằng vai tông. Vai tông là cũng cái hay là vật liệu FKM đấy. Thì cái vật liệu này nó chịu nhiệt cũng rất là tốt và chịu hóa chất nữa. Chịu nhiệt đâu đó rơi vào khoảng 120-130 độ C. Cái phớt này nó xịn hơn này. Và thứ nhất là cái này được thẩm thấu nitơ này, rồi chất lượng tốt rồi này. Cái phớt này xịn hơn này. Cái thứ ba nữa ở cái đây là cái thương hiệu là bơm là Hebei Hanshan. Cái thương hiệu này thì nó rất là nổi tiếng bên Trung Quốc. Nó là hàng top 1, top 2 đó. Mà chúng ta hay gọi là hàng trung ương của Trung Quốc đấy. Mà cái này nó được dùng trong các cái tàu của quân sự và quân đội của Trung Quốc. Và cái này nó được mặc định ở bên Trung Quốc là cái thương hiệu này rất là lớn. Và các cái thương hiệu khác đều biết đến thương hiệu này. Và người ta đang cố gắng để làm sao để đạt được chất lượng bằng cái thương hiệu này thôi. Cái nữa là chúng tôi muốn giới thiệu đây để về cái chất lượng vượt trội của cái sản phẩm này so với hàng khác. Đây các bạn nhìn vào cái khớp này nó rất là dày dặn và chắc chắn. Đây, nó cái độ dài rất là dài. Và khi chúng ta có cái độ dài như này thì đóng cái trục vào đây. Nó ôm rất là chính xác, rất là chặt luôn. Đấy, và cái nữa là cái cao su bên trong này. Cái cao su này người ta dùng cái cao su rất là bền. Nó cứng hơn các cái cao su kia, cao su đen của một số hãng khác ấy, làm rất là mềm, bóp và nhũn là nhanh hỏng đó. Cao su này giảm chấn này nó có độ cứng cao hơn và nó chịu cái lực va đập tốt hơn. Đấy, về các cái chi tiết thì tổng thể thì nó từ đến khớp này, đến phớt này, đến phần gia công chính xác là nhiệt luyện này, nó đã hơn hẳn so với các thương hiệu khác để nó tạo ra được cái chất lượng ổn định hơn và tính thì từ đó là tạo ra cái danh tiếng cho cái thương hiệu bơm Hebei Hanshan này. Nên tôi quay cái video này muốn nhấn mạnh cho các bạn thấy là cái bơm bánh răng của cái thương hiệu Hebei Hanshan này thì nó tốt hơn các thương hiệu khác rất là nhiều, tốt hơn ở mấy điểm tôi vừa chỉ đấy. Để biết thêm chi tiết về các cái sản phẩm này hoặc là được tư vấn về cách sử dụng bơm, chọn bơm hoặc giải đáp về các vấn đề khác thì các bạn hãy liên hệ với công ty Vimex chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ để số điện thoại ở trên video hoặc phần mô tả
các bạn có thể alo hoặc là nhắn tin Zalo cho chúng tôi. Video quay sản phẩm bơm máy răng KCB33.3 của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.